Dạ thưa thầy, người ta hay gọi khẩu nghiệp. Vậy khi con nói chuyện tiếp xúc với bạn bè, con hay có những câu nói đùa hơi bị lố, mặc dù con không cố ý. Vậy có được gọi là khẩu nghiệp không thưa thầy? Là nói đùa mà nói đùa hơi bị lố, vậy có thành khẩu nghiệp không? Đây thầy kể cho quý vị nghe. Hồi nhỏ thầy có những cái trò chơi thế này. Đúng là mình nói mình không, hồi nhỏ mình không được dạy là mình tạo ác nghiệp, mình không biết cái gì. Thầy có mấy trò chơi như thế này nè, đi bắn cắt kè. Không biết bây giờ ở đây thì giờ thầy thấy ít có mấy con cắt kè mà gọi là cắt kè bay cái gì, nó không có lớn mà nó có giống như cái cánh như con chim á, nó có thể bay từ cây này qua cây kia được. Là vì biết không, thầy lấy cái ná á, bắn nó về rồi có con nào chết thì thôi, mà không chết á thì cho nó khỏe lại nha, cái nuôi, bắn con người ta cái về đem nuôi nhốt vô đó. Cho nên lâu lâu cái thầy bị nhốt lại cái rồi có những con cắt kè mà thầy đi câu á, câu nó xong rồi cột nó vô cọng cước. Vậy việc làm gì không? Cho nó hút thuốc, cho cắt kè hút thuốc nó say. Bây giờ lâu lâu thầy cứ choáng hoài, lâu lâu cứ bị choáng mà không hiểu vì sao bị choáng đó. Mình giỡn thôi mà, đó mình nhỏ mình giỡn thôi nha. Rồi có một lần là mà không phải một lần, nhiều lần chứ không phải một lần, nên mai thú tội với bình minh nhiều lần là nhà có chuột có quý vị. Lúc đó là không có cái bẫy chuột thì thầy mới lấy một cái rổ, xong thầy gắn cọng dây cước vô cái rổ đó, rồi mình dựng cái rổ đó hở lên, ở dưới mình để cơm gần cái cây vậy nè, để cái rổ để cơm dưới, cầm sợi dây cước mình rang xong mình núp, chuột nó bò vô nó ăn. Khi nó bò vô cái mình giật cái cây rớt xuống, chuột nó nằm trong cái rổ. Thì biết thầy làm gì không? Đó. Làm gì? Bắt đầu thầy lấy cái rổ thầy quay hoài cái nó chóng mặt cái nó chết đó. Giờ cũng đó cũng là một trong những lý do không biết vì sao mình cứ chóng mặt hoài. Thầy nói ví dụ đó, ví dụ thầy nói cái đó thầy có cố ý không, có cố ý giết nó không? Hồi nhỏ mà, nhưng mà mình đâu có nói được như vậy là không thành tội đâu. Còn ở đây á, cái vị này thầy dẫn câu chuyện đó để qua muốn nói ở đây là nói đùa thôi, nói đùa mà nói đùa thầy không biết nói câu đùa là câu gì, nhưng mà đối ở đây thầy dặn Phật tử nha, đừng có nên nói đùa cái câu nói là thánh nhầy, thánh lầy, cái gì thánh lầy, thánh nhầy gì đó. Vì biết tại sao không? Thầy biết câu đó là không có ý gì trơn á, nhưng là Phật tử đừng có nói gì liên quan đến thánh. Tại vì mình biết là một bậc thánh là một bậc cao tột, tôn kính giữa cuộc đời, mà đó là đấng thiêng liêng, đấng mà mình tôn kính chỉ có để mình hướng tới và tôn kính thôi, để mình đi hướng về. Mà mình giỡn, mình đem thánh ra mình giỡn. Thầy biết là cái câu thánh này là đối với bên ngoài nha, thì họ xem là bình thường, nhưng đối với người tu mình, thầy chỉ nói cái này cho Phật tử của mình, mà Phật tử ham tu thôi. Mình đừng đem thánh xuống mà giỡn cái gì thánh lầy, thánh nhây gì đó, thánh gì đó. Đó, có mấy lần thầy dặn là đừng nên như vậy. Hoặc một cái chữ viết ra mà liên quan đến từ Phật và từ thánh nha. Ví dụ viết ra liên quan đến Phật với thánh là luôn luôn viết từ Phật và thánh là viết hoa, không ai thấy bị viết nháp cũng vậy nữa. Viết lên bảng viết nháp, hoặc quý vị lên Google quý vị search cái bài giảng đi, lịch sử Đức Phật, thì nói ví dụ vậy, ghi tới từ Phật cái việc viết hoa. Mấy vị không biết, có ai biết không? Có ai biết không? Không. Có ai phạt không? Không, không ai biết, không ai phạt hết. Nhưng quý vị có hiểu cái cảm giác một niệm là mình muốn viết hoa là mình phải có ý niệm để viết hoa. Mà tại sao mình lại viết hoa? Vì mến, mình kính Phật. Một niệm kính Phật ngay đó thì quý vị cũng có phước nữa. Tu bòn tu mót là ở chỗ đó. Và muốn nói một cái điều gì trong tâm mình, muốn nói một cái điều là trong tâm mình cứ nghĩ đến Phật và thánh là thiêng liêng, là cao tột, là tôn kính. Mình không dám nói mình làm được, nhưng mình dám nói là kêu con chết chứ kêu con phỉ báng bậc thánh là không bao giờ con dám. Đối với bậc thánh thì nói ví dụ như thế này quý vị, quý vị kêu một bậc thánh ngài giết con kiến đi, thì nói ví dụ thế nha, ngài giết con kiến đi cho ngài làm vua, thà không làm vua chứ không giết được con kiến. Tại vì trong ngài là không còn một ý niệm sát sanh nữa, sao mà ngài sát sanh được, quý vị hiểu không? Nhưng là không cho làm vua thôi, chứ kêu giết con kiến là không giết. Một bậc thánh á là không còn ý niệm nào mà
thối thất về Tam Bảo nữa, thôi kêu bỏ Phật đi, hoặc nói một câu sai về Phật đi, thì sẽ cho cái vị đó một cái gì đó. Ví dụ vậy, vị đó nói không cho thì thôi, chứ không có nói được một cái câu sai phá. Nên là trong cái tâm lý nó không còn những điều đó nữa. Thì những cái điều nhỏ nhỏ đời thường đó quý vị, thầy nói nãy giờ, ví dụ như câu chuyện thầy với con chuột hoặc là nói lố này kia thì không nên nha. Sẵn đây thầy nói luôn, sẵn đây thầy nói luôn, thầy định bữa nào thầy nói thôi, sẵn đây thầy nói luôn. Quý vị chụp hình 2 2 2 2 2 đúng không? Muốn nghe thầy nói không? Nói ra rồi, lỡ thầy nói rồi quý vị không chụp hình đưa số 2 nữa thì sao? Muốn không muốn thì thầy nói nha, muốn nói luôn nha. Thầy nhớ không, thầy không nhớ chính xác lắm, nhưng mà đại ý á, xuất hiện cái chụp hình số 2 này là như vậy nè, như chữ V là vậy nè. Là nhớ không nhớ năm rõ lắm, hình như năm 194 mấy á, hình như tổng thống Anh hay sao. Tổng thống Anh, ông ta có đọc một cái bài diễn văn. Đại ý là hình như lúc đó ông đọc một cái bài diễn văn, ông kêu gọi như lúc đó bên Mỹ thì phải á, mấy chục năm trước rồi. Đại ý ông kêu gọi mọi người, và trong cái bài diễn văn đọc xong á, thì ông có đưa lên cái số 2 này, biểu tượng là người chiến thắng. Số 2 là biểu tượng của người chiến thắng, cho nên mấy cầu thủ đá banh đấy quý vị, khi mà đá vào hoặc chiến thắng á, đưa số 2 là chiến thắng, là người chiến thắng. Cho nên khi mà người ta chụp hình đưa người số, nếu mà mình không hiểu mình, người ta làm sao mình làm vậy, người ta làm bậy mình làm luôn, thôi thầy không nói ha. Còn cái người mà hiểu á, đưa số 2 chiến thắng. Mà bây giờ thầy nói với Phật tử mình đó nha, mình chiến thắng là chiến thắng cái gì? Nếu mình nói mình hiểu cái nghĩa là chiến thắng, là chiến thắng cái gì? Chiến thắng người ta à? Phật tử mình đó, Đức Phật dạy rồi, hơn cũng thêm oán mà thua cũng oán luôn, hơn cũng oán, thua cũng oán, bằng cũng oán. Giờ không có đối tượng nên mình tu chưa giỏi nên mình hơn thua với người ta thôi. Có mình tu giỏi là mình không có chuyện hơn thua, đúng không? Còn nói về sâu hơn trong cái việc tu tập á, thì mình chỉ trở thành một con người chiến thắng khi mình hết phiền não thôi. Đó là người chiến thắng phiền não. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú cái câu gì? Là thắng ngàn quân địch ngoài chiến trận, phải không? Chưa có khó. Tự thắng được mình mới khó. Mà tự thắng được mình chính là chiến thắng những phiền não, kiết sử, vô minh, tham ái, khổ đau. Thì như vậy là người chiến thắng. Và nói thẳng ra, người chiến thắng chính là bậc thánh mới là người chiến thắng. Vậy thì quý vị đưa số 2 này là quý vị nói gì là gì? Phải bậc thánh không? Không. Không phải rồi, không. Còn không thánh dưỡng nha. Hoặc đưa số 2 này, nói con là người chiến thắng, thắng hai, thắng người này, thắng người kia, cũng không đúng tinh thần Phật pháp luôn. Vậy là người ta làm sao con làm vậy, người ta làm bậy con làm theo ạ. Hiểu rồi, đừng làm, đừng có chụp đưa kiểu số 2 nữa nha. Bữa nào thầy thấy ai mà chụp hình đưa số 2 này, thầy like 2 like. Thầy lên Facebook thầy like 2 like. Cái đầu like, cái thứ hai bỏ like. Nói vui khi mình hiểu rồi á, mình đừng được, nó nói nhỏ thôi. Rồi từ đó mình nói ra cái chuyện nói lố. Nói lố đây, thầy cũng sinh hoạt trong thiền môn, có những câu chuyện mà mình thấy được những cái điều này nó nhỏ thôi quý vị. Nó là những quý vị này hay giỡn chơi thế này nè. Là giỡn chơi á, là niệm ân Phật á, trong đó mình ca ngợi một câu thế này nè. Phật là vầng trăng sáng đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng chẳng hiện bóng trong ngần. Tức là mình ca ngợi về Đức Phật. Phật là vầng trăng sáng đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng chẳng hiện bóng trong ngần. Đó, ca ngợi như vậy. Thì hôm đó lên dân hương, lên dân hương giữa đại chúng à, quý vị biết không, cái vị này, cái bài đúng là bài thầy hay đọc, nhưng mà cái bài vị đó hay giỡn thế nè. Phật là vầng trăng sáng đi ngang trời Thái Lan. À, bữa đó lên dân hương giữa đại chúng niệm qua Thái Lan luôn. Học cái này thầy thấy ra thiệt. Phật là vầng trăng sáng đi ngang trời Thái Lan. Xảy ra thiệt nha quý vị. Cái này thầy nói lại thôi, thầy nói lại là câu chuyện đó xảy ra. Vì thấy không, nói giỡn đó mà quen. Ví dụ như các thầy giảng sư đi, như thầy đi giảng nhiều á, vì biết không, nhiều khi nói giỡn mà nói những câu thầy nói ví dụ như tế nhị hoặc là những câu mà thô là không dám. Không dám giỡn, không dám nói luôn. Tại sao vậy biết không? Nhiều khi nó thành thói quen chứ mình không có ác ý gì hết trơn á. Nhưng mà nó riết cái nó thành thói quen. Cho nên có một lần có cái thầy đó làm lễ là đâu? À, mà
làm lễ gì ta, làm lễ là cầu an, nhưng mà xong thành xin mời quý Phật tử chúng ta bước vào lễ cầu hôn. Không, cái này là có thiệt quý vị, bước vào lễ cầu hôn. Còn ai làm lễ cầu hôn bữa nào ra cầu hồn, đáng chịu. Thì thôi, thì bây giờ cái vị này không có nói là nói đùa câu gì, nên thầy cũng không biết cái câu này có thô lắm hay không. Mà nếu mà có nói đùa, mà nói đùa nhẹ nhẹ giỡn giỡn hay thôi cho nó vui mọi chuyện cũng không sao ha. Ví dụ như có người đó hỏi mình, chị ơi chị thấy em đẹp không, đúng không? Mình dễ thương lắm, mình nói à, chị thấy em đẹp gần bằng bà nội của chị đó, là biết. Mình biết là chửi xéo, chỉ thiên chửi xỏ người ta rồi đó đó ha. Thôi thì đừng có ý niệm nói nhẹ nhẹ chứ vui được nha, chứ đừng có nói quá mà có cái ý không tốt thì lúc nó thành thói quen rồi. Mô Phật, cảm ơn quý Phật tử.